Rồi bữa nay chúng ta về Hậu Giang nha bà con nha. Chúng ta nói chung về Hậu Giang. Thì bây giờ sẵn ở đây thì có gia đình mình đại diện hai bên gia đình cùng chính quyền địa phương ở đây ha. Nói đùa với mọi người chúng ta thôi. Chứ bây giờ là chúng ta thấy cây nó đang đi cơ đọt là trước đấy là mình xử lý thằng sắm gì tiên trùng với siêu giáp. Đúng không em? Rồi, rồi mình có đi thêm dinh dưỡng gì nữa không? Không có, đấy là phân hữu cơ. Phân hữu cơ ha. Rồi, cái này chúng ta sẽ bổ thêm cho bà con chúng ta thì hỏi để mình biết cái cách mà bà con chúng ta xử lý á. Thì thông thường á, trong cái giai đoạn mà thứ nhất là mùa mưa nha, mưa là không có rải phân hữu cơ mà phân nở, nhớ nha. Giữ nước, giữ ẩm, môi trường thuận lợi cho tiếng trùng đưa thức ăn cho nó mà. Vô tình nó đang đói dứt nó nuôi nhá. Thứ nhất mình lưu ở chỗ đấy. Cái thứ hai, cây trong cái giai đoạn cơ đợt non thì cũng y như cái vườn của anh ba má này em cũng nói, cho ăn nha. Chứ không cho ăn là nó sẽ rụng lá già đó nghe, nó rụng lá già đó nhớ. Tại vì trong cái giai đoạn mùa mưa này mà mình không cho ăn, cây nó không có ánh nắng nhiều để nó quang hợp. Cho nên nó thiệt luôn, mà cái thời điểm mà thời tiết từ của ta là cứ đa số là 1 giờ chiều tới tối là nó mưa liên tục, cây chúng ta nó bắt đầu là nó co cụm lại, nó phản ứng chứ nó không có ăn uống gì được hết đó. Thường thường con người chúng ta cũng vậy, muốn hoạt động thì có nắng, mà này là ít nắng quá nè, dù sáng nó nắng được chút chút rồi trưa cái là bắt đầu muốn mưa. Rồi chú lưu ý cái điểm đấy. Để chú hỏi ví dụ dạ, tháng mưa mà cỏ nhiều hơn mình đi bứt bớt ha, cho mình không có để cho nó quá phải không? Rồi rồi, cái cỏ ha, rồi cái câu này cũng rất là hay, bà con chúng ta cũng đang quan sát và hỏi. Thì thường thường á là không có dùng tay nhổ ha. Dạ. Cái này lưu ý nha, không cầm cái tay mà nhổ dài nha. Tôi nhổ không. Cái này á là em nên lấy cái liềm mình cắt. Cái gì mình cắt thì tại sao mình không nhổ vậy nè, để bà con chúng ta lưu ý thêm là mình cắt á, thì mình giữ được cái chân cỏ. Tất cả các cơ quan của cây là đều phải hô hấp, nó không phải có oxy để thở. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai á, nếu như mưa xuống rồi nó bịt luôn, mình nhổ đi nó mắc cái gốc đây, cái là mưa xuống cái tự nhiên đất của mình nó bị bào, bị chai, bị lèn lại. Rồi thêm nữa là mình nhổ luôn cái mắc cái gốc đây là bị xói mòn mắt đây, cái nguồn dinh dưỡng nằm đây. Anh biết không, bị tôi nhổ này nắm kịch kia nắm chứ hợp đồng có dám nhổ liền hết. Thì sợ cái mặt đất mưa quá nó lèn rồi à, vậy đó. Rồi thêm nữa, cái này nó mới quan trọng này, tại sao mà không cho nhổ ăn cái này, cầm không cho nhổ ăn cái này cũng giải thích luôn nha, là hiện tại cái rễ sầu riêng nó đang bám vào cái rễ cỏ nha. Đúng vô rồi. Tình mình nhổ là hai này nó đang bám vào, đang nắm chặt tay. Đúng nhau rồi. Ha, nắm tay nhau trên đường. Mình vô tình á mình bứt luôn cái rễ sầu riêng. Đấy, cái này lưu ý luôn á. Bỏ nhổ lòi rễ sầu riêng lòi rồi á, chấn tư dần khè. Thế nên á là nên là đặt cái mình phủ lại. Cái rễ sầu riêng á là nó thường thường bà con chúng ta thấy này, lâu lâu á mình thấy tự nhiên ở trong cái chùm cỏ nó lòi cái đầu rễ nó vô. Cả hai cái rễ sầu riêng nó sống nhờ, nó bám víu nhờ hay không nhờ cái rễ cỏ này nè. Chứ không ai đơn giản, tại vì cái rễ cỏ nó len lỏi, nó bào dưới đất, nó làm cho tươi xốp, kê là có oxy để thở. Cháu biết không? Dạ. Thì vừa hôm chú trời ơi, con trai á, dạ, cứ nhắc cái chân á, nó quá dày đó. Dạ. Rồi mình thằng con cũng có dao mà lội cắt cái đó, ba bốn cái đó, mình sợ cắt cái còn cái vàng dưới nó quá thì dày dạ đó, sợ vậy thôi. Chứ mình nhổ đây nắm cái bên kia nhổ nắm, mình nhổ thưa phải không? Chứ đâu nước tiệt mà mua đó, sợ nó lèn nữa. Sợ lèn giống như là không có cỏ thì giống như là rừng của chúng ta không có cây là bị lũ lụt khang. Nó nôm na là vậy. Thì bây giờ mình quay trở lại cái câu chuyện chúng ta này, con cũng chia sẻ với chú là cái phần cỏ chú hỏi cũng khá là hay. Con cũng định chia sẻ ở cuối clip này, nhưng mà thôi thì chú hỏi là con cũng trả lời luôn là mình đặc biệt á là mình cắt cỏ vào mùa mưa, nhưng cắt phải cái giữ cái chân của nó. Đúng rồi. Cái thứ hai là không có cái nắm giật giật là ten ten lại, vô tình là giật luôn cái rễ sầu riêng. Ok không chú? Còn nói thêm nữa là quan tâm cái cơ đọt sầu riêng thì chúng ta cũng biết rằng là rầy. Thêm một phần nữa là nhớ nha, là cây nó lụa cái lá. Là mình nghĩ rằng lụa lá nó rầy nó không ăn. Đúng là nó không ăn thiệt, nhưng mà nó còn cái mặt đồ nó nằm ở trên đây, nó vẫn đẻ được. Thế nên đó là cũng phải phun cho nó để giảm cái mặt đồ của nó, để cái cơ đọt tiếp theo của mình là nó không có bị ảnh hưởng. Chú cũng lưu ý ở những cái điểm đấy nha. Còn bọ canh cứng lá nó lủng lỗ á, thường những cái bọ canh cứng này nó ưa nằm ở trong cây chuối, cái bệ chuối á. Nên bệ chuối của người ta trồng vườn bên cạnh thì mình chịu thua. Mình muốn phun nó là phải phun buổi chiều khoảng 6-7 giờ chiều á, là nó bù đặc luôn. Đặc biệt là chỗ nào mà có con cái á, cái con cái mà cái đít nó nu ra, con bò rầy á nó nu ra, mấy con đực nó bù dữ lắm.
cái con đã bắt xào nhậu hết thảy luôn, hơn gà xỉu luôn. Mình vừa dễ gì thấy hả hả chứ cái con dạ, đó. Cái con đó là buổi tối chúng thấy có thấy 5 giờ khỏi phải bàn 5 dạ. giờ nhiều lắm luôn ra này nó cắn nó phá này xịt luôn đâm chuối luôn. Nó trồng chuối tụi kia nó trồng trên giữa bờ nó không chịu trồng vậy không trồng nữa thì ghê tan qua đây chơi rồi bởi vậy bây giờ đang thấy ghê luôn không bởi bốn giờ nhìn giờ tôi đi xịt hết người hình cử của nó đó ở đâu em đo thì chắc cái chắc dinh dưỡng ở đây hay coi được không chấm không trung bình là 0.2 nghĩa là nguồn dinh dưỡng ở đây nó vừa cho phép vừa đủ thôi yeah. chứ nó không có nghĩa là mức cho phép của nó là 0.2 đến 1.2 nhưng mình đang nằm ở mức cuối cùng của cho phép cái là mức cuối cùng đó là không phải nằm là mức là trung bình không nằm được ở mức trung bình nói chung là cái nguồn dinh dưỡng thì vậy thì bây giờ bổ cơ đoạn non là bổ dinh dưỡng cho nó cho nó ăn siêu dưỡng cây đó chú à. Chú đẳng ở dưới ở trên phun rồng xanh kéo đọt chứ rạy cộng rồi con bi là được rồi vừa không dài cũng xịt cái thằng amino với thằng giọt đọt á dạ. có hai thứ đó có cộng còn dưới chưa cho ăn hả dưới thì có gãi hút cơ bà thôi chứ à. Cái kia chưa mua nữa chưa mua ăn vậy bây giờ vậy nè tạm thời là mình hữu cơ á thực ra là mình rải là phải lá phải cứng thứ nhất là lá phải cứng nha là rễ nó cứng rồi đó mới rải à cái thứ hai nữa tại rải hữu cơ không phải nó để nó ăn liền đâu mà nó làm cái độ đệm để cho lần sau cái cơ sau bắt đầu nó có rễ nó mới nói chung ra nó ăn tại nó là một cái dạng khó tiêu chứ không phải dễ tiêu nó tạo độ mùng mà để chú hỏi cháu thí dụ như có cái là nó đi đọt hay lột sọt nó cũng hơi khó ha cái điều đấy là đương nhiên cái trong cái câu chuyện cũng rất là nhiều quý bà con chúng ta hỏi con luôn mà ngay cả con cũng làm cái vườn của con cũng vậy thì ở những cái giai đoạn đầu á là con cũng hay lăn tăn cái chỗ đó có nghĩa là làm sao cho nó đồng loạt để mình phun rài cho nó dễ à cái đấy là mình nghĩ nó như vậy nhưng mà cuối cùng á thì cái cây mà nó đứng cơ đọt á lá nó lụa con cũng phải phun rài để giảm mật độ nó thì cuối cùng thì cũng đâu vào đáy hết tại vì còn cái thứ hai nữa là con cũng đã điều cái vườn của con ở trên Đồng Tháp con làm là con cũng đã điều cái đọt lại nó đứng lại như vậy tuy nhiên á thì hết cái năm này tới một cái tiết năm sau là thời tiết nó y như mát mát như vậy anh thì cũng cây á nó sung nó phóng đọt cũng phà còn cái cây nó chưa sung nó vừa lụa cái cơ của nó đó, thì nó lại đi đọt chậm hơn rồi cái thêm cái cử đọt đó cái cử đọt nó chưa thấy phát hiện được đâu mà ra hết một cái cử đọt mà vừa lụa hết toàn bộ rồi cái là bắt đầu anh sẽ thấy là nó đang bị lọt sọt nữa thì nếu như mà anh kỹ thì anh làm thêm quận nữa mà cuối cùng thôi khỏi phải bàn đi em bỏ luôn thế là rồi xong rồi đến làm bông làm trái thì em làm một lượt luôn là anh thấy ổn hơn đó thì thường thường bà con cũng đang hỏi thì thực ra cái này cũng dễ lắm này nếu như cây kia đang chưa đi đọt cây này đang đi đọt là em dặn cho nó cử lăng cao em phun trên lá luôn già lá với chặn đọt luôn dạ đúng rồi già lá mau với chặn đọt luôn là có nghĩa là em khiếp cho cái lá nó già luôn tuy nhiên á là cái lá này nó già thì bắt buộc cái lá nó nhỏ à đúng rồi nó nhỏ nó không lớn đấy thì anh cũng nắm cái chỗ đấy nên thôi bây giờ á là đã tốn rất là nhiều chi phí rồi mình tốn thêm cái chi phí mất công nữa thôi tới giai đoạn làm bông làm trái mình làm một phát luôn thì tất nhiên làm bông làm trái anh đường nào hay không bổ cho nó già lá chặn đọt bây giờ anh làm chi mất công dạ không cần thiết thế nên là cái câu chuyện đó bây giờ như chú cũng nói này bây giờ cái cây bên kia con mới nãy như con nói cây lá nó lụa rồi chú cũng phải phun rậy để giảm mật độ của nó tôi thì phun hết phun lần luôn cho rồi thì phải phun hết luôn à phun hết lần luôn này không qua giáp quận luôn chứ dạ. Không có cái nào được không có thể lựa được đó là còn ở ngoài kia nữa không chú còn thắc mắc gì nữa không thôi vậy cũng còn thêm nữa là một số bà con cái vườn này nè cái vườn của này chú có một cái thời điểm á nó cháy cái lá này rất là nhiều nó cháy cái lá này rất nhiều chú quan tâm giùm con cái chỗ này nha cái chỗ cây đang đi cơ đợt non thời tiết á nắng chú nhớ tưới đủ nước cho con ngang nó sẽ nước á nó cũng hấp thụ được cái nước và dinh dưỡng ở dưới này nó đưa lên để nó nuôi một phần cái cơ đọt chứ còn không á là nó cháy cái lá già này nguyên nhân này đa số nguyên nhân là thiếu nước trong giai đoạn cây đang đi cơ đọt non một là rụng lá già hai là anh cháy cái lá già tại sao cháy tại thiếu nước bộ rễ cháy đâu có dẫn được nước lên rồi không dẫn được nước lên là anh trên này anh tự còn người ta dùng cái từ là tự ăn thịt của mình nó tự lấy cái dinh dưỡng ở trong cái lá này ra rồi nó bắt đầu cháy thằng nào ngon á thì còn còn bị cháy còn thằng nào mà không ngon là rụng luôn
thì cái cháy cái chóp lá này nó bắt đầu cái gặp cái tình trạng bắt đầu cháy tao chóp lá, gặp tình trạng sương nước mưa mình xuống nữa, cái thời tiết mà nó ẩm độ nữa, cái hạt là lâu lâu cái mình qua mình thấy giật mình rồi cây nó đang cháy lá, cái mình giật mình tưới nước của mình lấy mình phà lên này nè, thì cái chỗ cháy này nó lại tạo thêm tiếp tục lan vô nữa, cháy vô nữa, tại nó bệnh nó lúc này là vi khuẩn xâm nhập vô liền. Nên đó là nhớ tưới nước đầy đủ trong dây đang đi cơ đọt non vườn để cỏ. Ok, mùa nắng là bá cháy bò chét, là cỏ rất là quan trọng. Còn cứ chú cứ trồng rau rơm đây, mai mốt còn bắt gà xuống bắt gà xuống phải không? Đàn ông có đàn bà thịt gà có rau rơm. Thí dụ như mình bo mà trời nó còn mưa mình bo được không, phải làm đợi tới nó hết mưa mình hả bo. Bo cái mô phải không? Mô. Chúng ta phải chờ nó khô vào cái mùa khô. Mùa khô. Rồi trước khi bo lên thì chịu khó anh em tưới xả nước cái cho nó ướt đẫm hết. Rồi mình vô len thì mình cũng đừng có vô sát hai len, mình vô một len một thôi. Đừng có trồng len. Trồng nó kín luôn, bít luôn thử không nổi. Nha. Mình nhớ cái điều đấy. Đó. Giờ thí dụ mình ốp dưới này len đi tới. Dạ đúng rồi, mình ốp vòng tròn hết rồi mình, nhưng mà len có thể len là nó cách cái len này là nó sát một chút xíu, nhưng mà có thể hở thì càng tốt, kỹ thì càng ngon. Đừng có len rồi lên làm len ngay chung trên giữa nữa là xong á. Chứ đừng có ốp là thí dụ lần hai len trồng lên rồi. Dạ, lần hai len trồng hoặc là ba len một chỗ á, thì thường hai len vậy, còn chỗ kỹ nè, quất cho nó một cái nữa. Kiểu như nó ngộp vậy ha. Dạ nó ngộp. Cho nó phẳng. Cho nó phẳng nó bằng thì vô không vô phương cứu chữa. Lúc rụng lá dạ chứ nó không có gì hết, nó rụng lá dạ thôi à. Vậy là cây nó yếu. Thì lưu ý mấy cái chỗ đấy thôi, chứ không có gì hết nha. Rồi thí dụ như vậy, đặt ví dụ đi, mình muốn xịt cỏ mình cứ xịt sợ nó ảnh hưởng cái đất. Cái này giải thích cái này luôn ha. Thường thường á là phân bò. Mình nói phân bò thôi, phân gà thì mấy kia mình không có nói, phân mấy kia thì kết thúc video mình nói ha. Phân bò, bò nó ăn gì ha? Ăn cỏ đó. Với giờ có hỏi ăn gì nữa đâu, ăn lúa hay không dám cho ăn lúa. Thì tức ra đồng ý là cái cỏ này á thì đưa vô, thường thường người ta hay lấy phân bò người ta bỏ sầu riêng tốt chứ. Bỏ vô cây ăn trái tốt. Nhưng mà nó là nó tạo cái đầu mùng. Chính xác là nó tạo đầu mùng. Sao? Thì vậy á là cái bò nó ăn cỏ thì nó vô trong bụng nó có enzyme có này nọ. Nhưng mà mình cái cỏ của mình cắt cỏ nha. Con sẽ ví dụ cho chú một chút xíu thôi. Ví dụ cái cỏ này có bông đi. Đó. Mình cắt cỏ rồi cái mình tưới cái trico humic, anh ấy có trico đề ma ha, thì nó sẽ bào hết cái này thành cái nguồn phân xanh. Thì anh cắt á là anh canh giùm em cái cây chuẩn bị lên bông, cái cỏ chuẩn bị lên bông là nó già, là nguồn dinh dưỡng rất là tuyệt vời. Nó ngang ngửa với phân gà với phân hữu cơ nở mình đang thấy ngoài kia, chứ không phải đơn giản đâu ngang. Rồi mình đừng có xịt thuốc cỏ, tại vì này xịt thuốc cỏ nó cũng ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh có lợi cho đất, và nó cháy một phần rễ và nó nồng lên nó sẽ bị cháy lá. Nhưng mà giờ rồi thêm nữa là mình cũng hay bị bệnh, nếu như mà mình nước cỏ nó xuống nó thấm xuống mình mạch nước cầm, cái đấy này cũng nói thiệt. Vậy lâu về dài mình giữ đất cho con cháu phải không? Như để chú hỏi cháu thêm cái này thôi. Dạ. Thí dụ như cái phân gì mày mua của anh vợ thì phân gì? Con bò phải không? Phân bò mà cái dạng bò nó còn nguyên đó, nó cháu dạ. Nó phơi khô thôi. Dạ. Ví dụ như vậy mình xài được không? Cái đấy thực ra là người ta gọi mới phơi khô thôi, nó vẫn còn cái vi sinh không có lợi cho đất. Cái thứ hai nó vẫn còn cái bông cỏ trong đó nha. Là mình cũng không có nên xài, muốn xài về mình ủ. Dạ, mình xài rồi mình về mình ủ. Thì còn thêm nữa để cho chú nắm luôn về cái cỏ, tại vì con không cho xịt thuốc cỏ nó có lợi cho chú rất là nhiều. Mới nãy con có giải thích về cái tất cả các cơ quan của cây đều phải thở, đúng không? Thì phải trao đổi, phải gọi là hô hấp, nên đúng cái từ vậy. Thì chính cái rễ của cái sầu riêng nó cần nhờ cái rễ cỏ để nó tạo được cái độ thở. Và thêm nữa cỏ, yên tâm, cỏ nó không có ăn phân đâu. Nó không ăn đâu, nó ăn cái gì nó trả lại đất cái đấy. Nha, mình cắt nó mà nó sinh trên vườn của mình. Bỏ rồi gãi đâu cũng bốn bao phân để nhà nãy đó. Dạ. Chừng nửa tháng con trai tốt một cái à. Quá trời. Nó xanh đen luôn chứ. Xanh đen luôn không? Nó trai. Dạ. Nó đi nhổ hết một ngày trời đó. Dạ. Nhổ xương bỏ bớt kìa. Quá sao tốt. Đây, thêm nữa cái lợi ích của cỏ trong giai đoạn làm bông làm trái mới thấy được cái cảnh của lợi ích của cỏ. Nó tránh sốc nhiệt. Tại vì trong cái giai đoạn mình làm bông làm trái thuận vụ thôi, thì thời điểm nó nắng gắt khá là nhiều. Nắng gắt khá nhiều trong giai đoạn mang trái, nắng gắt khá nhiều, mà vườn không có cỏ là cây nó rất là dễ bị sốc.
nó dễ bị sốc. Chừng nào chú đến cái giai đoạn mà làm bông làm trái đi, còn bây giờ còn ở dưới ruộng chưa lên bờ được, từ từ đó. Thì cái cỏ nó rất là lợi ích. Ví dụ như vậy mà một năm trời đó cháu thấy nó đã đỡ không? Một năm trời với tốc độ này phát triển này là trung bình. Thế gần nó gọi là tốt thì nó không tốt, mà xấu thì cũng không xấu, tệ nó cũng không tệ. Dù sao thì chúng ta cũng kéo được cái cơ đọt này, quan trọng là muốn mạnh hay không cái cơ đọt này. Cơ đọt này còn cái cơ đọt cũ là bây giờ nó cũng đã thay thế rồi đó anh. Dạ. Đấy, cái phần một phần cháy lá này bảo đảm trong cái thời điểm mà mùa khô là chú để tưới nước không có đủ. Thiếu nước. Nhớ là tưới sầu riêng, tưới nước sầu riêng á là anh tưới buổi sáng là ok nhất nha. Anh đừng tưới buổi chiều. Tại thực ra là buổi chiều cây nó đang, buổi chiều cái thời tiết của mình á là anh thấy này. Rồi cái thêm nữa là buổi chiều mình đang mưa, nhưng cái vườn của mình ra mình kiểm tra, nếu như cái thời tiết buổi sáng của mình nó tới 12 giờ trưa mà nó gắt quá thì ngày hôm sau anh nhớ là buổi sáng anh tưới giùm em. Có nghĩa là buổi sáng anh tưới để nó mát cái đất. Nó mát cái đất và nó hấp thụ được. Đến cái lúc mà dụ như anh tưới buổi sáng đi nha, thì đến trưa nó mát cái đất nó không sao hết. Đó, còn buổi sáng anh không tưới nó nắng rực, buổi chiều nó mưa một cái lỗ là cây nó bị sốc nhiệt, rụng lá già, buông lá già. Lá già nói thôi tao đi đây còn tụi bay ở lại. Cái này là cũng giải thích hết chú từ A tới Z. Nên cái vấn đề cắt cỏ là chú cứ đừng cắt ha. Ôi lộn, xin lỗi. Xịt thuốc cỏ hay đừng có xịt. Còn nhổ thì đừng có nhổ mà chịu khó cắt là ok êm không? Bởi vì ở trong chỗ mấy gì mà nhỏ này đó. Dạ. Thằng này nó cắt thấy ngon quá. Thôi giờ mình đi vô ở trong nha. Vô. Dạ.